nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở trường học được khang trang đảm bảo kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2021, ngành giáo dục và đào tạo huyện Đức Huệ đã tập trung xây dựng, sửa chữa các trường học với tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và huyện. Theo đó, trong năm 2021, các công trình được thực hiện gồm săn lắp mặt bằng khuôn viên trong trường, sửa chữa cổng, hàng trào, xây dựng phòng giáo viên, sửa chữa 18 phòng học, sửa chữa xây mới nhà vệ sinh. Song song đó, từ chương trình hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông, kết hợp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 và thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 quyền nước Huệ sẽ tiến hành xây mới, bổ sung các phòng chức năng đối với 10 trường tiểu học và trung học cơ sở, xây mới bổ sung các phòng học và phòng chức năng đối với hai trường mầm non, Ánh Dương và Bình Thành, với tổng mức đầu tư hơn 46 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Sau khi các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, không chỉ tạo môi trường dạy cho học tốt nhất cho thầy và trò của huyện biên giới nước Huệ, mà còn góp phần hoàn thành tiêu chí trường học trong 19 tiêu chí của chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.